Rồi ok, chào toàn thể anh em đam mê nhé. Lại tiếp tục một cái video nữa gửi đến anh em. Đến hẹn lại lên, cứ 11 giờ chủ nhật hàng tuần đấy, em lại làm cái video đấy tri ân anh em đấy đã đăng ký kênh nhé. Đấy, anh em nào mà theo dõi kênh em thì biết là đấy, thường lệ là cứ 11 giờ chủ nhật hàng tuần là em làm cái video tri ân toàn thể anh em đấy. Thứ nhất là bán thanh lý, thứ hai là khuyến mại anh em giá rẻ nhé. Trong cái video ngày hôm nay đấy anh em sẽ làm video về những mẫu túi chống sốc nhé. Đấy đây, hôm nay thì em sẽ bán cho anh em đây hai cái mẫu này đấy, hai cái mẫu túi túi vuông nhé, đấy màu xanh rêu cái mẫu túi ngày xưa đấy. Đấy còn hai cái thôi nhé, hai cái này em sẽ bán cho anh em với giá là 200.000 bao ship nhé, hàng mới cứng luôn nhé, 200.000 bao ship. Anh em nào nhanh tay nhé, mua hàng thì anh em nhớ ấn đăng ký kênh này. Đấy anh em comment cái tên địa chỉ vào cái bài viết của em là được đấy, rồi anh em add Zalo hai số này cho em đấy, chụp ảnh màn hình đấy, ba số trên màn hình này nhá, chụp ảnh màn hình vào cho em đấy là được đấy. Anh em nào nhanh tay thì được nhé, hai mẫu túi này 200.000 bao ship. Bên em là có chương trình khuyến mại là vào chủ nhật hàng tuần, nên là anh em nào mà chưa mua được món nào rẻ thì anh em cứ đăng ký kênh đi đấy, cứ 11 giờ chủ nhật hàng tuần là em lên sóng đấy. Còn tiện đây thì em cũng xin giới thiệu qua những mẫu túi bên em đấy, báo giá công khai luôn cho anh em đấy, rất chi là nhiều mẫu nhé. Đấy thứ nhất là đây, thứ nhất là mẫu túi vuông có hai màu dàn di và màu đen đấy, chiều rộng là 30 phân, còn chiều dài là 85, 1m 1m2. Anh em mua loại nào thì là alo cho em là được đấy, báo giá luôn cho anh em là mẫu túi vuông này nhé, 380.000 bao ship, giá thời điểm hiện tại là 380.000 bao ship rồi nhé. Đấy đây là mẫu túi vuông, anh em nào mua cái chiều dài như nào thì alo cho em là được đấy. Có túi này là cái túi chống sốc đấy, nên là rất chi là bên trong là nó có cái mút chống sốc nhé. Đấy bên ngoài thì là hai cái quai đeo, hai quai đeo đằng sau lưng đấy, và bên trong có một cái quai sách nữa, rất chi là nhiều túi để anh em đựng đồ đấy. Còn đây là mấy cái mẫu túi chéo nhé, đấy mẫu túi chéo thì là báo giá luôn cho anh em để anh em cân đối tài chính, 350.000 bao ship đấy. Mẫu túi chéo này có 3 màu, dàn di này, màu đen và màu lá cây đấy, màu lá cái khô ấy. Đấy chiều rộng nó cũng là chiều rộng cái chiều rộng nhất là của nó là cũng 30 phân nhé. Đấy chiều dài là cũng 85, 1m 1m2. Anh em mua loại nào thì cứ alo cho em là tôi muốn mua một cái túi chéo hay là túi vuông đấy, chiều dài của nó là được đấy, số lượng là không hạn chế nhá. Đấy em chỉ bày ít ra đấy thôi, ý là mất công cất đi nó mệt lắm đấy. Nói lại cho anh em nào mà mới xem video nhá, đây hai mẫu túi này bán giá thanh lý cho anh em đấy, một túi mới nguyên, tại vì là cái hàng này hàng ngày xưa nên là bây giờ em không nhập về bán nữa đấy, bán nốt hai cái mẫu này là hết cái hàng đời đầu nhé. Đấy 200.000 bao ship, mẫu túi vuông dài 1m, màu xanh rêu chưa. Anh em nào mà mới xem video chưa đăng ký kênh nhớ ấn nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo nhé. Đấy anh em nhớ cho em là cái chương trình là chủ nhật hàng tuần nhá. Đấy chủ nhật hàng tuần là sẽ có chương trình khuyến mại cho anh em 11 giờ đấy, không khuyến mại cái nọ thì khuyến mại cái chai, được chưa. Đấy anh em cứ alo đi. Rồi xin chào anh em, hẹn anh em vào video tiếp theo nhé.